Tôi chọn cô này. Hoán đổi là một trong những bộ phim rất là đặc biệt đối với Hương, là mong là các bạn là yêu cái phim như là Việt Hương và Nhã Phương đã từng yêu vai diễn của mình để hoán đổi cho nhau. Cảm thấy rất là vui vì sau 2 năm chờ đợi cuối cùng bộ phim của mình cũng được phát hành, và Phương hy vọng tất cả bộ phim này sẽ mang đến cho khán giả những niềm vui tất cả mọi người đang đến với buổi họp báo ra mắt. Khi mà được tham gia bộ phim với một cái ekip mà gần như quen thuộc với mình nên như cảm thấy rất là vui, và cuối cùng phim cũng được ra rạp thì hôm nay như nghĩ là một ngày rất hạnh phúc của tất cả mọi người. Và bộ phim đã đóng máy khá là lâu rồi, nhưng mà cho đến bây giờ thì bộ phim mới chính thức được ra mắt quý vị khán giả, là bởi vì bộ phim này sử dụng rất là nhiều kỹ xảo. Hy vọng tất cả mọi người yêu thích bộ phim Quán Đỏ và đến với bộ phim Quán Đỏ để ủng hộ tất cả các anh chị em nghệ sĩ.